Xin kính chào quý vị và các bạn. Thẩm Tú rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần điểm tin của kênh Tin Việt. Và chúng tôi, với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Thiên nhiên đã nổi giận, đại họa đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập, khiến cho gần 1 tỷ người dân vô tội gánh chịu thay chính quyền của ông ta. Điều này thật quá đáng thương cho người dân Trung Quốc. Bão lũ ầm ầm thêm mưa đá quần đảo Trung Quốc ngay tận thế đối với cả các con sông hạ lưu đập Tam Hiệp, khiến cho thủ đô Bắc Kinh và một số tỉnh miền Nam như Quảng Đông, Quảng Tây giáp danh với biên giới Việt Nam hoàn toàn thất thủ. Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, bão lũ vẫn tiếp tục ầm ầm dội từ trên cao xuống các tỉnh miền Nam Trung Quốc, khiến cảnh tượng vừa gặp như lũ quét đường xá, cầu cống bị hư hỏng, phá hủy hệ thống điện quốc gia của Trung Quốc bị đứt mạch, sân bay, nhà ga, bến cảng của Trung Quốc đều chìm trong nước lũ. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và các tờ báo lớn của nước này không đăng tải về những trận mưa to, gió lớn, những trận động đất, sóng thần, những trận mưa đá trong những ngày vừa qua. Lũ cuốn ô tô, xe máy trôi lênh láng như cá bơi nước tới dòng sông. Mưa lớn tiếp tục diễn ra ở phần phía nam của đại lục. Một nhà máy thủy điện ở Hoa Giang, Quảng Đông bị vỡ bờ và lũ lụt bao vây thành phố. Mực nước sông Đông Giang dâng cao, bồi mưa lớn, lũ lụt và lở đất ở nhiều nơi thuộc tỉnh Quảng Tây. Những điều trên đã làm cho người đứng đầu chính phủ Trung Quốc Tập Cận Bình vô cùng bức ruột. Tuy nhiên, ông ta không làm gì được trước những thảm họa đến từ thiên nhiên. Đúng là xây nhà 3 năm nhưng phá chỉ 1 giờ. Chính quyền ông Tập chỉ biết hối hận và sám hối, ngồi cầu nguyện thiên nhiên ngừng ra tay trừng trị Trung Quốc. Nhưng điều này quả thật là khó khăn. Bởi vì tội ác của Trung Quốc gây ra thật không hề nhỏ, nên bây giờ người làm thì trời phạt mà thôi. Nhưng điều đáng nói ở đây là ông trời đã quá nặng tay khi trừng trị Trung Quốc. Bởi nếu chỉ ra tay với các quan chức trong hệ thống chính quyền ông Tập thì rất là tuyệt vời, nhưng ở đây lại làm cho những người dân vô tội Trung Quốc sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần, núi lùa liên tiếp diễn ra trong những ngày vừa qua, khiến cho gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc phải đi sơ tán lánh nạn. Sau khi phía Trung Quốc bị ngập úng, lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần, núi lùa xảy ra liên tiếp trong những ngày vừa qua, thì nhiều chuyên gia của quốc tế phân tích nói rằng chính quyền của Trung Quốc đã quá bảo thủ khi quyết định xây dựng công trình nhưng mà lại không nghe theo các nhà khoa học. Cố vấn không nghe theo những nhà nghiên cứu chuyên môn nên tự ý quy hoạch thành phố, lấp kênh, phá rừng, xẻ củi, xây đập thủy điện, làm biến đổi hoàn toàn hệ sinh thái thiên nhiên ở vùng đó. Lẽ tất nhiên bắn vào thiên nhiên một viên đạn đại bác thì dĩ nhiên thiên nhiên sẽ trả lại bằng nhiều quả bom nguyên tử. Đây chính là thảm họa mà Trung Quốc đang phải hứng chịu, cái giá của Trung Quốc phải trả. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc chỉ đưa một bản tin ngắn gọn nói rằng vụ mưa lũ sạt lở sóng vừa rồi chỉ làm cho 20 người thiệt mạng. Nhưng trên thực tế, số người thiệt mạng của Trung Quốc lên đến hàng trăm ngàn người, còn thiệt hại về kinh tế thì không thể trong đếm bằng tiền được. Theo các cơ quan chuyên theo dõi thiên tai, lũ lụt, hạn hán, sóng thần, động đất, núi lửa của Mỹ và Nhật trong những ngày vừa qua ngày nào cũng đưa ra bản tin nói rằng thiên tai liên tục xảy ra đối với Trung Quốc. Chính quyền của Bắc Kinh đang kêu gọi hơn 26 tỉnh thành phía Nam và phía Đông của Trung Quốc đề phòng cảnh giác cao độ vì những trận mưa lớn kéo dài vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mực nước ở hầu hết các con sông lớn bé của Bắc Kinh đều vượt ngưỡng báo động đỏ, khả năng xảy ra vỡ đê, ngập lụt toàn bộ những tỉnh hạ lưu sông Dương Tử là gần như 100%, bởi vì từ đến tháng đến bây giờ thời tiết xấu liên tục hoành hành ở nhiều vùng miền rộng lớn ở Trung Quốc đại lục. Đất nước đang có gần 1,4 tỷ dân nay đang phải gánh chịu những trận đòn thấu xương đến từ thiên nhiên. Theo một thống kê mới nhất, thiệt hại vẫn chưa thể thống kê kịp thời, bởi liên tiếp trong những ngày vừa qua, hầu như các cơ quan ban ngành của Trung Quốc đều phải đóng cửa để sơ tán. Ước tính thiệt hại hiện giờ đã lên đến khoảng 30 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số thiệt hại cao nhất trong lịch sử mà Trung Quốc đã phải gánh chịu. Thậm chí thiên tai vào năm 1945 ở 8 tỉnh Trung Quốc, hồi đó chỉ bằng 3% thiệt hại của thời điểm bây giờ. Điều đó cho thấy rằng Trung Quốc đang đối mặt với vô vàn khó khăn và thử thách. Theo các nhà quan sát cho biết, Trung Quốc đã xảy ra tình trạng trên tất cả các điều do người đứng đầu chính phủ Bắc Kinh, ông Tập gây ra, bởi vì chính quyền ông ta trong thời gian dài vừa qua đã có những đường lối chỉ đạo hoàn toàn sai trái, đi ngược lại với quy luật của tự nhiên. Vậy sai trái ở đây là gì? Đó chính là việc chính phía Trung Quốc liên tục đi quấy nhiễu, quấy phá, hỏng, xâm chiếm Biển Đông, cướp bóc lãnh thổ, lãnh hải của các nước láng giềng xung quanh mình. Cùng với đó là sự tàn phá thiên nhiên làm cho ô nhiễm môi trường, nhiều vấn đề khác xung quanh chúng ta nữa. Người tính không bằng trời tính, do vậy cứ để mọi chuyện diễn ra theo đúng quy luật tự nhiên và quy luật sinh tồn. Bây giờ thiệt hại đau khổ chỉ là những người dân vô tội của Trung Quốc mà thôi. Người có tiền có điều kiện thì sơ tán sang nước ngoài để trú bão tránh động đất sóng thần. Người không có điều kiện và con nhỏ có người già đành phải trèo lên những ngọn núi cao hoặc trở về miền quê xa tít tắp để gánh nạn. Thiên tai liên tiếp giáng xuống Trung Quốc và con số dân thương vong đang liên tiếp tăng lên. Hơn 800 người thiệt mạng và hơn 270 người mất tích ở Trung Quốc trong những thảm họa thiên tai liên tiếp kể từ đầu năm đến nay. Theo truyền thông quốc gia đưa tin, vừa qua trong những khu vực miền Trung, miền Đông Bắc Trung Quốc bị đụt đội tấn công trong mùa lũ và bão lớn kèm theo lốc xoáy đã tàn phá tỉnh phía đông Giang Tô, đã giết chết ít nhất 98 người. Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ nội vụ cho hay,
Kể từ tháng 8 năm 2022 tới nay đã có 1.074 người thiệt mạng vì thiên tai, trong đó chỉ tính riêng từ đầu tháng 12 đến nay đã có 833 người thiệt mạng và 270 người mất tích. Còn trong tuần lễ vừa qua, mưa bão giết chết 164 người và làm cho 125 người mất tích. Cũng theo Bộ Nội vụ, tổng thiệt hại kinh tế cho thiên tai năm 2022 đã lên tới 298 tỷ nhân dân tệ, tức là hơn 44,6 tỷ USD, với tổng tất cả khoảng 400.000 căn nhà bị tàn phá và 6,24 triệu dân cư phải di rời. Tổng cộng hơn 31 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Trong khi đó, tình hình tại thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc đang trở nên vô cùng căng thẳng. Người dân nơi đây cáo buộc chính quyền tỉnh xả nước lũ từ hồ chứa trên thượng nguồn mà không hề thông báo. Hậu quả là ít nhất 134 người chết và hơn 110 người mất tích. Tăng Hoa xã đưa tin, hình ảnh những thi thể trẻ em chết đuối được kéo ra khỏi vùng đất khiến công chúng nổi giận. Trong khi đó, cảnh sát địa phương sau đó lại khẳng định nguyên nhân thương vong lớn là do vỡ đê sông Hoài. Trước phản ứng mạnh mẽ của người dân, chính phủ đã đình chỉ 5 quan chức Hình Đài vì thiếu hiệu quả trong công tác phòng chống lũ lụt và cứu hộ, cứu trợ. Thị trưởng thành phố Hình Đài sau đó cũng công khai xin lỗi vì phản ứng chậm trễ. Bên cạnh đó, trên toàn tỉnh Hà Bắc đã có 130 người mất mạng và 101 người mất tích vì lũ lụt. Chưa dừng lại ở đó, dường như thiên tai đang bủa vây Trung Quốc ở khắp nơi. Theo thông tin chúng tôi vừa ghi nhận được, một trận động đất có cường độ 5 độ Richter đã xảy ra vào lúc 21:47 tối qua ở huyện Tường Minh, tỉnh Tứ Xuyên. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, chấn tiêu động đất ở độ sâu 8 km được biết. Tuy tâm chấn nằm cách Hồ Bắc Trung Quốc 1.000 km về phía Đông Bắc, nhưng với cường độ khá là cao như thế nó cũng đủ để làm cho siêu tập một phiên trao đảo. Chính quyền ông Tập đã vô cùng phú vía như trên trời rơi xuống. Chỉ cần tâm chấn dịch lên khoảng vài trăm km nữa thôi, có lẽ giờ này 700 triệu người dân Trung Quốc thuộc 6 tỉnh hạ lưu chân Tập Tam Hiệp đã trôi giạt và chìm sâu dưới biển Đông. Điều đó đồng nghĩa 2/3 Trung Quốc sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Có thể khẳng định rằng nếu điều đó xảy ra, Trung Quốc 100 năm sau chưa chắc người Trung Quốc có thể ngóc đầu lên nổi. Trước đó, vào lúc 10:38 giờ địa phương, Trung tâm Địa chất của Trung Quốc cho biết thành phố Hà Bắc của Trung Quốc xảy ra trận động đất mạnh với cường độ lên đến 6,9 độ Richter. Tâm chấn nằm ở độ sâu 9 km và hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác về thiệt hại do trận động đất gây ra. Tuy nhiên, người dân ở các khu vực xung quanh như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân đều cảm nhận rất rõ dư chấn của trận động đất này. Theo nhân chứng của trận người dân nơi này cho biết, nơi đây trong lịch sử đã từng xảy ra 3 trận động đất lớn với cường độ 4,3 độ Richter đến 6,1 độ Richter và một trận động đất nằm được cho là kinh hoàng nhất vào năm 1995. Khi đó, trận động đất có cường độ lên tới 7,9 độ Richter, khiến cho gần 169 người dân Trung Quốc bị mất tích và đó được cho là một điều cực kỳ kinh khủng, cũng là tồi tệ nhất. Hiện vẫn ám ảnh người dân ở nơi đây, nhiều người đã rất tiếc thương cũng như là thông cảm cho sự không may mắn của những người dân sống số Trung Quốc. Tuy nhiên, trước đó đã có những hiện tượng lạ, điềm báo xấu như quạ bay đầy trời, hàng triệu con châu chấu từ châu Phi bay qua 5 tỉnh của Trung Quốc, bầu trời Bắc Kinh liên tục hứng chịu các đại thảm họa. Theo Trung tâm Nghiên cứu về Động đất Sóng thần Trung ương Trung Quốc cho biết, trong một vài ngày tới Trung Quốc nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện thêm một trận động đất nữa. Và nếu như thời tiết cực đoan không chấm dứt thì điều này rất có thể xảy ra. Và đứng trước những mối nguy hiểm và cấp bách kể trên, trung tâm này đã phát đi thông báo khẩn cấp với chính quyền ông Tập và toàn bộ 1,4 tỷ dân Trung Quốc nhằm phòng chống điều tồi tệ sắp xảy ra. Hiện giới chức Trung Quốc đang rất lo lắng, tuy nhiên họ không biết phải làm sao bởi vì họ không thể đánh bại trước sự nổi dậy trừng phạt của mẹ thiên nhiên và của đất và của trời. Trung Quốc hiện nay đang phải đối mặt cùng một lúc với rất nhiều thảm họa và tai ương, từ dịch bệnh cho đến thiên tai, gieo gió thì gặp bão. Vấn đề chỉ là đến trước đến nay sau mà thôi, nhân quả thường đến muộn. Với kinh tế, Trung Quốc hiện nay đang dường như đang lao dốc xuống vực thẳm với các đòn trừng phạt chí mạng liên tiếp của Mỹ. Cùng với đó là dịch bệnh virus Vũ Hán đang phát tán trên toàn lãnh thổ Trung Hoa đại lục. Và mới đây nhất, Nhật Bản và Liên minh châu Âu EU đã lên tiếng xác nhận rằng sẽ cắt hết mọi quan hệ làm ăn với Trung Quốc. Nhiều năm trở lại đây, Trung Quốc liên tục gặp tai họa từ thiên nhiên, nhất là động đất, dịch bệnh, mưa bão và lũ lụt, cháy rừng. Ngày nay, Bắc Kinh ngông cuồng luôn vỗ ngực xưng vương rằng Trung Quốc là trung tâm của thế giới, muốn như nào là như thế đó. Nhưng Trung Quốc đã nhầm to vì từ đầu năm đến đất nước này luôn phải gánh chịu cơn thận nộ của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời bằng những trận bão động đất và cháy rừng. Trung Quốc hùng mạnh đến đâu cũng không bao giờ một tay che trời thay đổi được quy luật của tự nhiên. Và nếu chính quyền ông Tập vẫn chưa hết ăn năn sám hối, vẫn còn mang tàu chiến đi xâm chiếm, bắn đạn thật và phóng tên lửa ở ngoài Biển Đông, thì chắc chắn những tai ương vẫn còn tiếp tục giáng xuống Trung Quốc. Đó là điểm hiền gặp lành, ở ác sẽ chuốc lấy sự đau khổ. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!